Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 2.000 token có cái hiệu là Burry từ sàn Burry Swap các bạn. Hiện tại token Burry này đã list trên sàn Uswap và Parker Swap các bạn. Thì để tham gia video hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi sẽ tắt chatbot các bạn. Rồi các bạn một token này có khoảng 0.005 rồi bạn bấm join để góp các bạn. Đã list 3 sàn Bitmart, Uswap và Parker Swap nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join lên group nè. Bắt đầu lên nè. Join tiếp kênh seller nè. Join tiếp kênh Telegram của nó nè. Multi bấm nhập mũi multi. Tiếp tục follow Twitter và retweet bot nè. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Bằng like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bắt đầu lên nè. Tiếp tục like của cấp cô. Trên trang cấp cô nó thì các bạn like nha tất cả các bạn. Đăng nhập mới được. Cho kỹ ta. Cho kỹ ta. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi bạn chụp màn hình giúp mình. Sau khi các bạn chụp màn hình giúp mình xong thì các bạn vào mở Telegram bạn. Vào link này verify nè. Các bạn bấm join vào các bạn. Sau khi các bạn join vào xong thì các bạn gọi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Đâu ta? Telegram đâu ta? Rồi tiếp tục các bạn đăng ký kênh YouTube nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi cái này follow nhiệm vụ nó không bắt buộc nè. Follow, like và retweet nè. Rồi, các bạn like nè. Các bạn tweet hoặc là chỉ dẫn như tweet thì cũng được các bạn. Mình chỉ dẫn tweet luôn, tăng dạy người bạn luôn. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Rồi, mong mọi người submit đi tên nha các bạn. Rồi, các bạn bấm down. Tiếp tục bằng gọi đường link bắt đầu file Twitter account mình nè các bạn. Trên Twitter thì bạn nhấp vào bao cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép đường link profile Twitter mình lại nè. Rồi bạn gọi là chatbot nè. Tiếp tục họ có like và cái bot không có bấm don nha các bạn. Tiếp tục các bạn gọi đường link YouTube của mình thì các bạn mở YouTube mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào Anomata mình nè. Bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Các bạn nhấp vào cánh cùng, nhấp vào chia sẻ các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Dìm lấy đường link. Rồi các bạn gọi là chatbot đường link YouTube của mình nè các bạn. Tiếp tục các bạn gọi địa chỉ với bên bi sẽ match chain với chocolate nè các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ mình nè. Rồi các bạn gọi là chatbot nè. Tiếp tục con son tiếp cái này gấp nè. Xin gọi thì bạn bấm don nè. Follow and retweet. Tiếp tục các bạn submit là mulin retweet irup nè. Thì các bạn nhập vào bao cánh cùng nè, nhập vào hồ sơ nè. Irup bài nào ta? Các bạn chia sẻ bài này các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn gọi là chatbot nè. Tiếp tục bấm chờ sẽ tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Rồi các bạn viết lấy ghép mà chia sẻ trong bè những người thân để kiếm số cần các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 2.000 token Burry đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.